cho các bạn. Cái video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn tận dụng là cái bolt driver bị hư nha các bạn, để mà sửa độ lại cái bo nguồn cho các đèn led bulb này nè các bạn. Led bulb công suất nhỏ nha, mấy cái led công suất nhỏ như thế này nè các bạn, loại 9W hay 7W gì á. Đây nè, là 7W nè các bạn, 7W này 9W ha. Có loại nhỏ hơn nữa, 3W nữa các bạn. Mấy cái loại này á, cái nguồn power supply của nó là không có dùng bo nguồn led driver như cái thế này nha các bạn, mà nó sẽ dùng cái nguồn mà nó dùng cái tụ các bạn, mạch nguồn hạ áp á, dùng tụ. Trong các video trước á, mình cũng có một bài nói về cái mạch nguồn này nha các bạn. Hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn độ lại cái bo nguồn led driver này, để mà cấp nguồn cho cái mạch led bulb đó các bạn. Đây là led bulb nha các bạn, led bulb loại lớn nha, cái công suất lớn á, này tầm 30W nha, còn cái này chỉ có 9W thôi. Cái nguồn led driver này á là của cái led bulb nha các bạn, led bulb 30W nha. Cái này cũng có trong nguồn của mấy cái đèn tiếp led á, tiếp led T8 á, nó cũng xài chung nha các bạn, nó cùng công suất á, nó xài chung hết rồi. Rồi sau đây chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn, tiến hành. Các bạn muốn độ chế cái bo này, bo nguồn hư nha các bạn, led driver hư á, để mình test cho các bạn xem. Đây mình chuyển qua thang đo diode nha các bạn. Rồi đây là cái con các bạn quan sát nè, cái tụ á, tụ nguồn nó bị phù nha các bạn, bị phồng lên nha. Còn cái có cái thứ hai á, rồi để mình kiểm tra cái chân đây nè. Cái này IC nguồn xung các bạn. Con này IC nguồn xung nha. Đây nè. IC nguồn xung. Rồi mình sẽ kiểm tra cái chân 1, chân 4 thôi nha. Còn nó có bị chập, bị đứt gì không nha các bạn. Nè. Các bạn nhìn thấy con kim không? Đây nè. Để mình zoom vô. Đây nè, chân 1, chân 4 nha. Kẹp chân 1, chân 4. Vặn thang đo diode nha. Đây, các bạn thấy không? Nó chạm, rõ ràng nó chạm, mà không ôm nha. Đây nè. Các bạn thấy chạm không? Như vậy chân 1, chân 4 nó bị chạm, IC này bị chết nha các bạn, bị chập nha. Mình đảo qua đo cũng vậy, các bạn đo hai chiều cho mình luôn. Đây nè, bạn thấy không, chân 1, chân 4 nó bị chập rồi, là cái IC này chết nha các bạn. Còn cái tụ này bị phồng luôn nha, cái tụ này bị phồng, cái tụ này bị phồng thì mình sẽ tháo ra luôn nha bạn, mình thay hai con luôn nha. Cái bo này bo cái gì là bo nguồn driver mà cái nhiều người á, đâu người ta đã bỏ rồi, mình sẽ tận dụng lại nha các bạn. Rồi sau đây chúng ta bắt đầu tiến hành lấy hai con này ra nha. Có dùng kho tháo ra cho mình. Bật để cho kho nóng một xíu nha các bạn. Rồi các bạn quan sát mấy cái bo này nè các bạn. Biết là mấy cái mèo kia đèn tiếp led đó các bạn, đèn led bulb á mà công suất nhỏ các bạn. Đây là nó dùng là toàn bộ nó xài cái nguồn mạch nguồn hạ áp các bạn. Nó dùng tụ nha, cái này tụ gốm. Các bạn thấy không? Nó sử dụng hoàn toàn tụ gốm nha, lấy nguồn trực tiếp á, từ nguồn 220V. Nó hạ áp qua tụ gốm nha các bạn. Nó đưa qua cầu diode. Cầu diode nè, để mà chỉnh lưu ha. Trường hợp các bạn hư cái bo này nha các bạn có thể độ lại các bạn. Ở đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn
dùng cái một cái tụ tụ này tụ trong quạt nha mày. Cái quạt quạt máy á, thường dùng cho gia đình đó. Cái tụ này có giá trị là 20 nha các bạn, 20 microfarad và điện áp là 400V AC ha. Cái tụ này tụ quạt nha các bạn, lưu ý cho mình nha. Mình sẽ dùng một cái tụ quạt với một cái bo nguồn led driver hư để mình độ cái nguồn cho cái đèn led bulb các bạn, công suất nhỏ. Nếu mà cái mạch nguồn áp nó bị hư nha các bạn. Cái này cực kỳ đơn giản luôn nha, không cần phải mua sắm hay cái gì á, các bạn cần dùng lại mấy cái đồ trong gia đình của mình á. Này cái tụ quạt nha. Tụ quạt. Rồi một cái bo nguồn led driver hư ha. Rồi chúng ta bắt đầu tiến hành tháo bỏ cái con này nha các bạn. Cái con IC nguồn xung với cái tụ này, thay cái tụ này nha. Rồi. Các bạn cho mình ít mở hàng nha. Mình sẽ làm nhanh các bạn. Thôi. Các bạn khò lấy ra cho mình nha. Chờ cho nó nóng nha các bạn. Khò cho nó mới khò cho nó nóng mà. Nóng mà đá chân á, đá chân nó lỏng lỏng là ok. Rồi. Đây nha các bạn. Đây là con IC nha, IC nguồn xung á. Nó bị hư rồi, mình nó lấy ra nha các bạn. Rồi các bạn tháo bỏ nha. Bỏ đi. Còn đây, cái đây còn lại là con tụ á. Cái tụ này là tụ lọc nguồn các bạn. Tụ lọc nguồn này có giá trị là nhiêu? 10V 400V nha các bạn. 10V 400V mà nó bị phù. Mình tháo ra luôn nha, thay luôn. Bỏ. Rồi. Cái tụ này tháo ra rồi nha các bạn. Đây nè. Giá trị là 10V 400V. Tiếp theo á, mình sẽ kiểm tra con cái cầu diốt nha các bạn. Cái cầu diốt này á, nó sẽ có hai chân vào đó các bạn. Hai chân chân trên á là chân AC nha. Còn cái dấu các bạn, cái dấu là dấu cộng trừ nè. Các bạn thấy không? Để zoom qua gần quá. Đây là dấu cộng trừ các bạn. Các bạn nhìn đấy á, cái cộng trừ là cái chân âm dương các bạn. Các bạn dùng đồng hồ đo cho mình luôn nha. Cái giá trị này á, đo mà cái cầu diốt này, IC diốt này, IC chỉnh lưu này tốt quá các bạn. Là nó phải có giá trị á là một đo tổng trở một chân một chiều á, thì nó lên tổng trở một chiều, nó không lên nha các bạn, là giá trị cao các bạn. Đây nè, đây nè, mình cặp một chân nha các bạn, nhớ đo cho mình hai chân nha, chân âm cộng chân cộng dương trừ ở ngoài nha các bạn, giống thằng đo diốt. Đây nè, một giá trị là 760 ohm, các bạn thấy không? Đây nè, 760 ohm nha, 761 ohm nha. Các bạn đảo cái đo, trường mà nó thông hoặc là nó bằng nhau quá là nó bị hư nha các bạn. Còn giá trị điện trở cao là nó tốt nha, còn tốt nha. À tốt nè, các bạn thấy không? Đây nè, mình đo hai chân cộng trừ á, ngó ra. Đây nè, nó không lên giá trị nha các bạn, là ok nha, cái con này nó tốt nha. Một số các bạn á, ở nhà mà có cục sạc hư các bạn mà... Đây nè, một số các bạn ở nhà mà có cục sạc hư á, mà cái cầu diốt này các bạn, 4 con diốt này á, tốt thì các bạn cũng có thể độ chế được nha. 4 con diốt này nè, nếu các bạn không có nguồn led driver á, các bạn dùng cái cục sạc hư các bạn, mà các bạn kiểm tra là 4 con diốt này tốt quá, là các bạn cũng có thể nha các bạn, các bạn có thể cũng độ chế được nha. Đây nè, cái cách là làm là tương tự nha các bạn.
Còn khi mà độ chế các bạn, các bạn có thể cắt nha, xem cái đường mặt in nhé các bạn, đường mặt in rồi cái đường chứ còn các bạn quanh vùng cái phần đi ốp này chính luôn nè, với chân tụ qua đời rồi, còn mấy phần còn lại á không liên quan các bạn cắt bỏ đi, cắt bỏ hết nha, chỉ lấy cho mình cái phần tụ thôi, cái tụ nguồn á với cái phần đi ốp chỉnh lưu là ok ha. Còn mấy cái phần phía sau nè các bạn không quan tâm nha, các bạn cắt làm cái bo nhỏ gọn cũng được. Cái trường hợp cái bo này cũng vậy nha các bạn, đây là mấy cái phần linh kiện sau nè, các bạn có thể đánh dấu nha, cái đánh dấu á, đánh dấu mà các bạn cắt bỏ đi, cắt bỏ phần này nè, cắt bỏ mấy phần mà không cần thiết các bạn, đây nè, và chỉ lấy cái phần IC thôi, còn cái còn IC chính lưu á, IC chính lưu 4 chân nè, các bạn lấy IC chính lưu 4 chân cho mình với cái con tụ á, cái tụ này nè, vị trí tụ nè, rồi các bạn cắt bỏ đi cho nó gọn nha, nhỏ gọn ha, không đi qua đến mấy kia nha các bạn. Từ cái đường mạch á nó đã có sẵn rồi nha. Còn cái chân bo á các bạn, nếu mà các bạn lem quá thì các bạn vuốt chân lại nha, vuốt cho nó ấy nha, cho nó đừng bị chạm nhau, nhất là chân 1, chân 4 nha các bạn, coi đừng vuốt lại chân nha, dùng mỏ hàng á vuốt kiên trì trên bo cho nó đừng có chạm nhau được rồi. Rồi sau khi mình vuốt chân là ok nha các bạn, là đảm bảo nó không bị chạm nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ thay con tụ bị phù này bằng tụ mới. Đây mình sẽ lấy một cái tụ này các bạn, cái tụ là có giá trị là 50V nha các bạn, đây nè 50V 470 nha các bạn, 470 microfarad, các bạn thấy không, cái chị 50V nha các bạn, 50V 470 microfarad nha các bạn. Tại mình muốn hạ áp mà mình chưa biết cái điện áp nó ra ra cái gì ra nhiêu. Cái tụ này có gì à, nếu mà để mình đo cái điện áp mẫu ra nha các bạn. Rồi có gì mình thay được thay cái giá trị điện áp này nha các bạn. Nó nhưng mà nó mình chắc chắn là cái giá trị nó tầm là khoảng dưới 100V nha các bạn. Mình hạ áp á, hạ áp dùng tụ á. Đây là 50V mình lấy thử cái 50V nha các bạn. Và cái điện dung của nó là 470mm nha. Và trước khi thay á, các bạn cũng phải đo tụ cho mình nha, đo tụ quá trình nạp xả của tụ nha các bạn. Các bạn dùng cái đồng hồ kim nha các bạn, chỉnh cái thang đo nhân 10 cho mình nha. Rồi các bạn chỉnh thang đo nhân 10 nha, các bạn cặp vô nha, cặp hai chân âm dương nha các bạn. Rồi coi cái quá trình nạp xả tụ ha, coi nó có về không luôn nha các bạn. Đấy, thấy không? Vậy kim nó nhích lên nữa về không ha, đã qua đo lại. Đây nè, về không luôn nha, ok nha các bạn. Cái tụ này nạp xả ok còn tốt nha. Thấy không? Nó về không nha các bạn. Là thay vô là ổn nha. Rồi ok nha các bạn, mày tụ tốt nha các bạn. Tại vì mình chưa biết cái giá trị điện áp ra khoảng tầm mấy chục vô mới các bạn, nên cứ lấy tụ này thay tạm nha. Rồi thì chúng ta tiến hành hàng cho trên bo nha các bạn. Hàng thì cũng dễ, các bạn xỏ đúng nha, các bạn quan sát nè, chú ý cho mình đó. Chân nha các bạn, đây nè, trên này á có hai chân chân âm chân dương nha các bạn, trên chân dương nè, cái chân dương á sẽ nối với một đầu này nha các bạn, một đầu cái tụ dương của cái tụ này, nên mình sẽ hàng chân dương thôi, kiểm tra nhìn cái chân dương này nè, chân dương của cái con đi xe chính luôn nè, mình hàng vô đây, còn chân còn lại chân âm nha các bạn. Rồi mình tìm chân dương, đây là chân âm nè, bên đây và chân dương bên đây. Rồi mình gái mình hàng thôi nha các bạn, hàng cũng dễ ha.
tiến hành hàng nha các bạn. Đặt vậy thôi ha. Rồi các bạn chích que vô, chích mua hàng vô ha. Ghé hai chân các bạn. Thì cho mình ít mở hàng nha các bạn, nhiều thông quá. Cho nó dễ ăn nha các bạn. Lại chân cho nó gọn lại nha các bạn. Đó, các bạn kéo không? Để vậy nó dính này nha các bạn. Và đây dính rồi, ok nha các bạn. Rồi các bạn lấy dây chì các bạn. Lấy thêm chì ha, chì xi chì xi hai mặt nha các bạn. Xi thêm cho nó ăn nha các bạn. Nhớ lắc nha, đừng có đó lắc để cho nó rung nha. Hàng phải chắc chắn. Hàng càng kỹ nha các bạn, nó càng ok. Mà đừng nhiều chì quá, cái vừa đủ thôi. Rồi, giờ là xong nha các bạn. Còn hàng ấy các bạn, nhớ lắc rồi lại nha, cho cái chân này nó cứng chắc nha các bạn. Chứ các bạn hàng không kỹ á, nó hỏi chân là không được nha các bạn. Như vậy á, là công đoạn nó xong nha các bạn. Các bạn có thể ở nhà các bạn cắt nha, lấy cái cưa á, cưa rồi lấy cái dao giấy á, cắt mồi bẻ. Là chứ mình chỉ lấy cái phần IC9 lưu nè, IC9 lưu 4 chân với cái con tụ này thôi ha. Rồi bạn bẻ lại cho nó gọn ha. Là đã có cái tụ lọc nguồn nha bạn. Đó, chúng ta tiếp tục. Mình đã vẽ một cái sơ đồ nha các bạn. Đây nè, cái sơ đồ hạ áp, mặt hạ áp nguồn các bạn. Mình vẽ ra. Ở đây á, mình cần cái điện trở nha bạn, một con điện trở 100kg nha các bạn. Và cái tụ này là tụ quạt ha. Đây nè, một cái tụ quạt á, giá trị điện dung là 20 nha các bạn. Điện áp là 400V AC nha. Cái tụ này tụ trong quạt bàn nha các bạn. Quạt bàn, quạt điện nhà trong nhà. Và lấy tiền một cái tụ cho mình nha. Thông thường á, người ta bên mấy cái bo mạch đây nè các bạn. Đây nè, người ta sử dụng tụ gốm nha các bạn. Người ta dùng tụ gốm, còn ở đây mình không dùng tụ gốm nữa. Ví dụ các bạn tìm không ra, các bạn không thì dùng tụ gốm nữa, các bạn dùng cái tụ này cho mình. Tụ quạt ha, đây nè, 20 400V AC ha. Các bạn lấy một cái tụ quạt. Rồi cái cầu diode á, đây là cái cầu diode nha các bạn, là mình có làm sẵn cái phần này nha các bạn. Nè, cái cầu diode là IC9 lưu các bạn. Làm sẵn rồi, có tụ lọc nguồn rồi, ok. Cái dãy này á, cái là cái module led nè các bạn. Module led này nha các bạn. Rồi các bạn, khi các bạn làm á, các bạn phải chú ý điện áp đầu ra nha. Tại vì nếu mà điện áp đầu ra quá lớn mà cái số lượng led á, led quá ít á, là nó làm cháy hư hết chết led nha các bạn. Nên cái công suất á, cái điện áp đầu ra các bạn phải tính toán trước nha. Đây là cái tụ lọc nguồn, đây là nguồn dương âm nè. Cái điện trở, các bạn tìm mình có một điện trở 100kg. Ở đây á, mình không có điện trở 100kg nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng hai con điện trở 220kg nha các bạn. 220kg mà mình cái này mình mắc song nha các bạn. Tìm hai con 220kg mắc song. Cái tính cái R1 R2 á là hai điện trở cùng bằng nhau nha các bạn. Là 220kg. Mình tính điện trở tổng á, là cái công thân công thức là tích chia tổng nha các bạn, R1 với R2. Cái này là các bạn học trung học á, hoặc là các bạn học vật lý á,
bằng phần điện tính toán điện trở các bạn, là các bạn hiểu công thức này nha. Là mình sẽ dùng hai con điện trở 220 kg mắc song song với nhau, là nó ra giá trị là 110 kg các bạn, là tương đương với cái giá trị mà mình cần dùng này nha các bạn. Giá trị điện trở tương đương ha. Đây các bạn, đây là hai con điện trở nha các bạn, hai con điện trở. Cái giá trị vòng màu của nó là đỏ đỏ vàng nha các bạn. Các bạn có biết cách đọc rồi phải không? Cái vòng thứ nhất á, vòng thứ nhất giá trị, vòng thứ hai giá trị, còn vòng thứ ba là số nhân nha các bạn. Cái là cái hai điện trở này là một con là 220 kg nha các bạn, 220 kg. Mình sẽ mắc hai em xong, tại vì mình tìm không ra cái con 100 kg á, nên mình vừa sử dụng hai con 220 kg này để mình mắc song song để ra cái giá trị là khoảng 100 kg các bạn. Ở đây tính toán á, thì tính toán của mình là ra 110 kg, cái này cũng tương đương nha các bạn, nên mình sẽ dùng hai con điện trở 220 kg mắc song song ha. Các bạn nhìn nha, cái đấu nối hình vậy nha, một cái dây nguồn á, dây AC 220V nó qua cái con điện trở và cái con tụ á, tụ này nè mắc song song nha các bạn, tụ quạt mắc song song ha. À, để mình để sơ đồ đây luôn nha. Rồi đây, đây là cái tụ quạt nha các bạn. Rồi đây là hai con điện trở nha các bạn. Đây nè, bạn nhìn thấy không? Mình sẽ mắc hai song song hai cái này nha. Mắc song song vô, bằng xoắn dây cho mình nha. Dùng tụ quạt nha các bạn. Rồi, các bạn thấy không? Một dây nha các bạn. Cái dây còn lại á, một cái đầu điện trở nè các bạn. Cái đầu này sẽ nối với một cái cầu diode nha. Đó mình sẽ dùng các bạn. Mình sẽ dùng một sợi dây ha. Cái dây này dây vào AC vào nha các bạn. Mình sẽ dùng một sợi dây đỏ ha, mình sẽ nối vô đây. Nhớ nha các bạn, làm cái này mà các bạn nhớ cách điện nha các bạn. Ví dụ các bạn chưa ấy á, các bạn thử sơ ha, thử coi nó ra điện áp ổn định hay không, rồi các bạn nhớ cách điện nha. Đỡ, tại vì cái này điện trực tiếp các bạn, nó các bạn mà không khéo nó sẽ bị giật nha. Rồi cách đấu nối này nè, còn một cái đầu này các bạn, cái đầu này sẽ nối vào một cái chân điện trở chân ấy nha các bạn. Đây nè, nó sẽ mắc song song nha các bạn, hai cái này song song nha. Đây nè, tụ với chở là mắc song song nhau nha. Các bạn xoắn vô cho mình luôn. Đó, mình đã cái đấu. Sau khi các bạn đấu nối song song nha các bạn, hai cái này song song á, thì các bạn nhìn sơ đồ, cái đấu nối y hệt sơ đồ nha các bạn. Đây, cái đầu này á, đây nè, mình sẽ nối một cái dây. Ở đây mình sẽ dùng hai sợi dây nha các bạn. Mình sẽ hàng ha, hàng chân này nha các bạn. Các bạn hàng lại cho mình nha. Dùng ít chì nha các bạn, dây chì ha. Mình hàng lên nè. Lấy sợi dây đồng nha các bạn, hàng dính vô cho mình nha. Rồi, ok. Các bạn cứ tiếp tục hàng sợi đồ nha. Đây nè, một cái đầu dây nè. Các bạn sẽ nối vào một chân của IC chính lưu nha các bạn. Hàng bất kỳ ha, nối chân chính lưu, IC chính lưu. Đây nè, ở trên chính luôn có hai chân nhau à. Phải cái nối hàng nối vô em nha. Thì ít nhiều thông nha các bạn.
cứ làm y chang như sơ đồ nha các bạn. Sơ đồ nó ghi sao vẽ sao mình đã làm vậy ha. Rồi ok, là xong nha các bạn, một đầu nha. Còn cái đầu còn lại nha các bạn, cái chân chỉnh lưu y sợi chỉnh lưu á, nó vào á các bạn dùng sợi dây điện cho mình nha. Đây mình sử dụng sợi dây điện mình hàng nối vô nha, là hai ngõ vào AC nha các bạn, cái ngõ vào AC của nó. Các bạn ở nhà làm cẩn thận nha các bạn, tại vì cái này điện áp á, điện áp á, trực tiếp 220V á, có thể bị giật á. Làm không khéo là hoàn toàn bị giật nha các bạn, cái này nguy hiểm lắm nha. Rồi xong nha các bạn, đây nè, mình đấu y theo sơ đồ nha các bạn. Cái phần phía sau này nào các bạn, cái vỉ led đó thì mình bỏ qua nha bạn, mình không cần tính đến, mình chỉ tận dụng mấy cái này thôi nè. Đấu nối qua con điện trở mắc song song với cái tụ quạt. Rồi qua cái này IC chỉnh lưu nha bạn, IC chỉnh lưu hay cầu diode á, các bạn tận dụng mới lại được. Cái mấy cục sạc á, các bạn không có cái mạch này cũng dùng cầu diode này cũng được mà cái nhau này. Rồi vậy là xong ha. Đây mình sẽ cắm điện và mình test thử nha các bạn. Các bạn dùng cho mình một cái đuôi đầu kẹp nha các bạn. Đây nè. Đây, mình sẽ dùng như nguồn này. Có cái đầu kẹp nhanh ha. Các bạn bỏ kẹp bất kỳ cho mình nha. Nhớ kiểm tra kỹ nha các bạn. Coi hàng đúng hay ok hay không, có vẫn bị chập nha các bạn. Đây nè, các bạn xem cái đấu nối nha. Vậy là ổn nha các bạn, ok ha. Các bạn cách điện nha, cách ly. Các bạn chỉnh cho mình cái thang đo 200V nha, 200V nè. Mình kẹp đây nha các bạn, để mình chặn đây luôn cho đỡ di chuyển. Mình sẽ đo điện áp trên tụ nha các bạn. Đây nè, điện áp trên hai đầu tụ nha. Hai đầu tụ này nè, điện áp trên hai đầu tụ nha các bạn. Là cũng là nguồn VCC cấp nguồn B cộng á, cấp nguồn cho cái dãy led này nha các bạn. Coi được bao nhiêu ha. Sau khi các bạn đấu nối như vậy ha. Đây là cái tụ này 20 400V AC. Kiểm tra cẩn thận nha các bạn. Cái này cũng dễ ha. Các bạn đấu nối cho mình y hệt vậy là ok. Thôi mình sẽ dùng một ổ cắm. Thôi đây là cái ổ cắm nha các bạn. Đây nè, ổ cắm có điện sẵn luôn nha. Rồi chúng ta cắm nguồn vô. Cẩn thận nha các bạn, đo cái đừng có chạm, đụng chạm vô đây nha các bạn. Ở đây mình lót hết nha, nhớ là cách điện nha các bạn. Đụng chạm vô nó bị giật hàng không? Giật từ bị điện áp 120V á, nó nguy hiểm lắm nha. Đây nè, thang đo điều chỉnh nó 200V DC nha các bạn. Thì mình chưa biết cái điện áp nó ra bao nhiêu á. Nó tầm vài chục vôn á, đến khoảng 100V á. Nên mình cứ vặn 200V DC ha. Rồi, cấp nguồn vô. Ok nha. Nhớ nha các bạn, cách ly ấy nha. Thôi nó giật điện á. Đây nè, mình sẽ tiến hành đo ha. Đo hai chân cộng trừ nha các bạn. Cộng trừ coi điện áp nó ra bao nhiêu nha các bạn. Đừng có chạm vô nha, chạm vô nó nguy hiểm, nó giật á. Các bạn đỡ nha cái thang đo á, từ cái thang mà hạ áp á. Các bạn đỡ cái thang đo 200V DC cho mình nha. 200V DC, nhớ nha các bạn. Rồi các bạn lấy hai quay đo, các bạn chích vô hai cái chân cộng trừ trên cái tụ nha các bạn. Các bạn đo điện áp nó B cộng nó ra nha. Nó coi được sau khi mà qua cái mạch hạ áp này á, qua cái tụ quạt này điện áp nó ra bao nhiêu nha các bạn. Nhớ cẩn thận nha các bạn, đo thật kỹ ấy nha, đừng có chạm điện vô nha. Các bạn bị giật cái nha.
que đỏ các bạn chấm gương dương nha, que que đen các bạn chấm tiếng âm nha, chấm có tụ quá. Rồi các bạn thấy không, đi áp ra nhiêu, 62.2 V nha các bạn, 61 V ha. Đây nè, tầm 61-62 V nha các bạn. Nhớ đừng để que đo chạm chân nha các bạn, nó đỏ nha. Các bạn thấy không? Nó sẽ hạ áp tầm 60-50 mấy V nha các bạn. Đây là tầm 60 V nha các bạn. 59.7 nha. Đây là 59 V nha các bạn, tầm 59 V nha. Là ok nha các bạn. Các bạn thấy không? Vậy là xong nha các bạn. Các bạn kiểm tra cái điện áp nha. Nhớ hàng chân chân nha các bạn. Rồi giờ là ok nha các bạn, được 50 mấy V nha các bạn. Như vậy á, chúng ta đã thao tác á, độ lại được một cái nguồn hạ áp các bạn, để cho mấy cái đèn led led bulb này các bạn, mấy cái led bulb như thế này nè, nó xài cái điện áp thấp hơn các bạn, nó sẽ hạ áp từ nguồn 220 V ha. Sau đó khi mà các bạn xài sau sự độ xong á, các bạn tắt nguồn nha. Tắt nguồn á, các bạn lưu ý cho mình á, trên cái tụ này nè, cái tụ này nó vẫn còn điện áp nha các bạn. Điện áp nó vẫn còn lưu trên tụ á, nên các bạn đừng không được chạm tay vô nha. Các bạn phải xả tụ trước khi nha các bạn. Các bạn dùng một cái tơ vít nè, các bạn xả tụ. Xả bạn chạm hai que chạm cái chân âm dương của nó là nó sẽ xả nha các bạn. Thấy không? Các bạn thấy không? Chạm vô cho nó xả hết tụ nha các bạn. Xả điện cho tụ á là nó không được, nó không tích trữ năng lượng điện cho nó, là các bạn xài vô không bị giật nha. Các bạn nhớ quẹt quẹt nha các bạn. Quẹt quẹt cho hai chân tụ nó xả hết điện nha. Rồi sau đó các bạn chạm tay vô ok, không bị giật nữa ha. Lưu ý nha các bạn, cái này an toàn điện là hàng đầu nha các bạn, không có thể bị giật nha. Vậy là xong nha các bạn. Các bạn có thể độ chế dùng cái nguồn này á, cái nguồn này để độ chế cấp nguồn cho đèn led bulb các bạn, công suất vừa phải nha. Hoặc là các bạn có thể dùng cái nguồn này để độ chế các đèn led khác nha các bạn, các nguồn khác. À mà có một cái điều quan trọng nữa các bạn, là 50 mấy V á, cái điện áp ra 50 mấy V á, mà ở đây mình có cái tụ rồi các bạn, cái tụ chỉ có 5, đây nè, cái tụ chỉ có 50 V các bạn, 50 V 470 mF, các bạn nhớ nha. Cái điện áp ra các bạn phải thay cái tụ khác cho mình nha, tại vì cái điện áp này nó sẽ nổ tụ nha các bạn. Cái điện áp lớn á, cái điện áp ra nó lớn hơn cái điện áp 50 mấy nè. Cái giá trị 50 V nào các bạn, 50 V là cái giá trị làm việc của nó. Khi mà quá cái điện áp này á, đã quá 50 V này á, là nó sẽ nổ tụ nha các bạn. Nên các bạn lưu ý cho mình. Tại vì mình đo cái điện áp ra, cái điện áp ra trên đây á, là nó đã 50 mấy rồi, 60 mấy V rồi, là nó lớn hơn. Nên các bạn phải tìm thay cái tụ khác nha. Cái tụ khác giá trị là 470 mF. Giá trị nha các bạn, tầm 470 mF, mà cái điện áp này làm việc không các bạn, quá các bạn khoảng 100 V là càng tốt nha. Thay các bạn nên thay cái tụ khác cho mình nha, cái tụ này nè. Giá trị điện dung có thể bằng nha các bạn. Còn cái điện áp á phải hơn một xíu nha, là không được, vì cái điện áp nó ra mình đã đo được dạ là trên 50 V rồi, nên các bạn phải tăng cái điện áp này lên nha. Không có nó sẽ đánh thủng nổ tụ này nha các bạn. Đây giá trị quan trọng nha, cái điện áp làm việc của tụ á, quá cái điện áp mà ghi trên tụ á nó sẽ nổ nha các bạn. Rồi là sau đó, vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn nha cách độ chế một cái nguồn dùng hai tụ thôi. Thứ nhất là tụ quạt cho mình nha các bạn, tụ quạt. Cái thứ hai là một cái tụ
có điện dung là 470mm 50V. Để mà các bạn có thể chế để mà chạy tất cả các một vài thiết bị điện đơn giản các bạn, cái dòng dòng thấp á. Còn cái hoặc là các bạn dùng laptop nha, cái laptop mà công suất nhỏ là ok nha các bạn. Vì laptop công suất nhỏ này người ta dùng sử dụng mặt hạ áp. Mà các bạn nhà có tủ quạt á mà không có tủ gốm á thì các bạn có thể làm nha. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có cần tư vấn hỗ trợ gì á, các bạn cứ để viết lại comment dưới video nha. Mình sẽ support cho các bạn. Chào các bạn.